Chào mừng quý anh chị các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Phương Anh. Lời nói đầu tiên, Phương Anh xin gửi lời cảm ơn tới toàn thể quý vị anh chị các bạn đã dành thời gian quan tâm và đồng hành cùng với kênh trong suốt thời gian qua. Và trong cái thời buổi dịch như thế này thì Phương Anh xin gửi lời chúc sức khỏe đến toàn thể quý vị anh chị các bạn có một sức khỏe thật là tốt để chúng ta vượt qua được cái mùa đại dịch đầy khó khăn như thế này quý vị nhé. Vâng, thưa quý vị anh chị các bạn, cho dù chúng ta là một nhà đầu tư cá nhân nhiều kinh nghiệm, nhiều kiến thức và lão luyện đến mấy, thì khi mà chúng ta đến một thị trường mới á, nếu chúng ta không có mối quan hệ, có bạn bè đang kinh doanh làm việc tại đó, thì chúng ta hoàn toàn bỡ ngỡ trước cái sự mới mẻ của nó, mới lạ của nó. Chính vì vậy mà một nhà đầu tư cá nhân về lĩnh vực bất động sản, chúng ta cần phải có những cái công cụ để khi mà chúng ta tới một cái thị trường mới, chúng ta có thể là kiểm tra được những các cái thông tin và thị trường đó nó làm sao. Thì trong video ngày hôm nay thì Phương Anh xin chia sẻ đến quý vị anh chị các bạn, quý nhà đầu tư cá nhân, một cái chủ đề đó là những công cụ hiệu quả khi tìm hiểu và đầu tư trong thị trường bất động sản. Xin mời quý vị anh chị các bạn cùng đến với chủ đề chính ngày hôm nay. Thưa quý vị anh chị các bạn, cho dù chúng ta là người mua hay là người bán đi chăng nữa, thì cái việc mà hiểu biết về thị trường thì nó cũng sẽ giúp cho chúng ta thuận lợi hơn trong cái quá trình giao dịch mua bán bất động sản. Cho dù chúng ta có rất là nhiều kiến thức, nhiều kinh nghiệm trong cái lĩnh vực đầu tư bất động sản, tuy nhiên là không phải lúc nào cái việc mà chúng ta tìm hiểu về thị trường nó cũng sẽ diễn ra một cách thuận lợi và nó đúng như chúng ta nhận định 100%. Chính vì vậy mà chúng ta cần phải có những cái công cụ để mà chúng ta dựa theo đó làm cái sườn để chúng ta đi khảo sát cho nó chuẩn khi mà chúng ta quyết định đầu tư. Cái thứ nhất là chúng ta trải nghiệm thực tế. Vì cái việc trải nghiệm thực tế thì không có một cái công cụ nào có thể so sánh được, nó rất là thực tế. Bởi vì khi mà chúng ta đi đến một cái khu vực mới mà chúng ta mong muốn điều đầu tư bất động sản, những cái sản phẩm bất động sản ở khu vực đó, mà chúng ta có thời gian chúng ta trải nghiệm thực tế ở đó, chúng ta nằm vùng ở đó, thì chúng ta sẽ rút ra được những các cái bài học đúc kết từ những cái việc trải nghiệm thực tế như vậy. Ví dụ như sau khi chúng ta đi xem được rất là nhiều bất động sản rồi, thì chúng ta ngồi lại, chúng ta so sánh, chúng ta có nhiều cái phương pháp để chúng ta lọc ra những các cái sản phẩm tốt, như là lợi ích về giá và những các ưu điểm của sản phẩm, cũng như là chúng ta sẽ tránh được những cái rủi ro về cái sản phẩm đó. Cái thứ hai là chúng ta tìm hiểu những các cái thông tin từ những các cái website của địa phương mà chúng ta đang mong muốn tìm hiểu về cái sản phẩm bất động sản ở đó. Trên cái những cái website, những cái trang thông tin của địa phương ở đó thì nó bao gồm rất là nhiều cái thông tin, cập nhật rất là nhiều cái thông tin. Bên cạnh đó thì nó có cả là thông tin về bất động sản, thị trường bất động sản. Thì những cái thông tin chính thống như vậy của địa phương thì thông thường là nó sẽ là chính xác. Thì bất kể một nhà đầu tư nào, kể cả nhà đầu tư cá nhân, thì chúng ta cần phải tìm kiếm thông tin từ những địa phương như vậy để chúng ta có thật là nhiều cái luồng thông tin chúng ta so sánh với nhau lại, là để khi chúng ta đi đầu tư, ví dụ như có một người nào đó người ta nói rằng là thị trường này đang rất là tốt và giá của nó cũng như thế này thế kia, nhưng khi mà chúng ta xem qua cái thông tin thì chúng ta sẽ có cơ sở để chúng ta xác định, có cơ sở để chúng ta nhìn nhận cái thị trường xem nó có chính xác hay không, tránh bị người khác nói một hướng, tránh nghe một hướng để làm ảnh hưởng đến cái việc đầu tư của chúng ta. Đôi khi chúng ta nghe một hướng thôi thì chúng ta quyết định đầu tư liền. Chẳng hạn có người thân ở đó, người ta nói thị trường đang rất là tốt, nhưng mà bản thân người thân đó họ lại không có nhiều kinh nghiệm và kiến thức về cái công việc đầu tư bất động sản, mà mình chỉ nghe người thân không thôi, thì cái việc mà rủi ro đến với chúng ta là rất là cao. Nên là chúng ta phải nghe nhiều cái luồng thông tin để chúng ta có thể nhận định được thị trường tốt hơn. Và cái thứ ba thì chúng ta có thể là liên hệ đến những cái văn phòng luật sư để chúng ta tìm hiểu thêm những cái thông tin ở cái khu vực đó nó hoạt động kinh doanh bất động sản làm sao. Bởi vì là ông bà mình có câu là lục vua thua lệ làng. Có những cái khu vực họ chỉ là đầu tư lướt sóng qua lại, nhưng mà lại rất là nhiều cái trường hợp là người cò đứng ra để nhận cọc và không cho xuất hiện cái người chủ cho đến khi nào mà đi công chứng thì mới đồng ý để mà cho người chủ xuất hiện. Thì cái việc này thì là rất là rủi ro. Khi một cái người môi giới họ đứng ra họ bán một cái sản phẩm cho một ai đó, nếu mà họ nhận cái tiền cọc như vậy thì bắt buộc ít ra thì họ cũng phải có là cái sự mà ủy quyền của người chủ của cái sản phẩm đó, chủ của cái miếng đất đó.
Ví dụ như là có giấy ủy quyền hoặc là có hợp đồng ủy quyền cho cái người môi giới đó đứng ra được phép nhận cọc thì người đó mới được phép. Còn lại có những cái địa phương á, thì họ lại làm theo cái luật lệ luật làng là người môi giới họ sẽ đứng ra họ nhận cọc, và đến khi nào mà làm thủ tục chuyển nhượng, công chứng chuyển nhượng thì lúc đó người chủ mới xuất hiện. Thì cái việc làm này thì có rất là nhiều địa phương người ta đang làm như vậy. Và mình đi mua bất động sản thì những cái trường hợp mà môi giới đứng ra nhận tiền cọc của khách hàng là mình sẽ không có đầu tư. Ví dụ như trường hợp mà đất có rẻ mấy đi chăng nữa thì mình cũng sẽ không đầu tư, bởi vì là như vậy rất rủi ro. Anh môi giới anh nhận cọc mình xong rồi anh nhận rất là nhiều người, anh nhận người này người kia ABC XYZ đó, rồi bắt đầu là anh nhấn nút anh bay mất thì lúc đó rất là rủi ro. Cho nên là chúng ta cần phải tìm hiểu rõ những cái văn phòng luật sư ở cái khu vực mà chúng ta đang muốn tham khảo tìm kiếm và đầu tư bất động sản, để chúng ta xem coi là cái mức độ rủi ro ở khu vực nó có kiện tụng, có tranh chấp như thế nào hay không, để chúng ta nắm được cái luật mà chúng ta đầu tư cho nó tốt hơn. Thì những cái này, yếu tố này chúng ta cũng không nên bỏ qua nha quý vị chị các bạn. Cái thứ tư là chúng ta nên tìm hiểu cái nguồn thông tin trực tuyến. Những cái nguồn thông tin trực tuyến thì thường được cập nhật trên những cái website về bất động sản. Ví dụ như là thông tin về sản phẩm, thông tin về các cái buổi đấu giá và thông tin về những cái buổi là ra mắt sản phẩm, vân vân. Chúng ta thường xuyên cập nhật thông tin trực tuyến như vậy thì chúng ta sẽ có những các cái thông tin mới nhất về thị trường bất động sản ở đó. Cái thứ năm thì chúng ta tìm hiểu về cái mức độ an ninh ở cái khu vực đó có cao hay không. Ở một cái xã hội đang phát triển thì nó đang thay đổi theo cái xu hướng là tích cực, tuy nhiên là không phải ở nơi nào cũng vậy. Nếu mà một người khách hàng đến tìm mua bất động sản ở cái khu vực mà nó quá nhiều tội phạm thì họ sẽ không bao giờ họ mong muốn để mà sinh sống và làm việc ở khu vực đó. Chính vì vậy mà khi mà chúng ta mua phải những cái khu vực mà có rất là nhiều tệ nạn thì chúng ta cũng sẽ khó để ra hàng, bởi vì chúng ta bán hàng mà khi mà người ta khách hàng người ta không có mong muốn mua ở đó thì nó rất là khó bán. Cho nên là chúng ta tìm hiểu thật là kỹ trước khi mà chúng ta đầu tư ở đó. Mặc dù là vị trí đẹp nhưng mà ở một cái nơi mà nó quá phức tạp, nó quá nhiều tệ nạn xã hội thì chúng ta cũng nên tránh, để chúng ta tìm những các cái nơi khu vực an toàn hơn chúng ta đầu tư. Cái bước thứ 6 là cái bước rất là cực kỳ quan trọng với chúng ta, để chúng ta có thể tìm hiểu được những cái thông tin trên những website hoặc là trên những các cái trang cộng đồng. Thì ngoài ra chúng ta có thể tìm hiểu qua Facebook, YouTube, TikTok, Zalo hoặc là Instagram, Twitter, để chúng ta có thể tìm hiểu thêm rất là nhiều thông tin ở trên những cái trang mạng xã hội như vậy. Cái điều quan trọng đây là chúng ta phải tự sàng lọc được những cái thông tin đó, xem đó là những cái thông tin nào là cái thông tin hữu ích để chúng ta đúc kết lại và chúng ta lấy nó làm cái công cụ để chúng ta đi đầu tư cho nó hiệu quả. Cái thứ bảy là chúng ta cần phải tiến hành kiểm tra, khảo sát xem coi là xung quanh cái khu vực bất động sản đó nó có nhiều tiện ích hay không, nó có nhiều dịch vụ hay không. Chẳng hạn như một cái nơi mà nó có rất là gần nhiều cái tiện ích, nhiều cái dịch vụ như vậy thì cái giá bất động sản nó sẽ rất là dễ tăng giá, và khi mà chúng ta cần bán thì nó cũng rất là dễ. Đối với lại những bất động sản mà xa tiện ích như vậy thì khi chúng ta cần thanh khoản thì nó khó, bắt buộc chúng ta phải chờ cái tốc độ phát triển nó loang theo vết dầu loang. Khi mà tốc độ phát triển đô thị hóa nó đến cái khu vực mà chúng ta mua xa như vậy thì chúng ta mới có giá cao, hoặc là chúng ta phải chờ đến cái chu kỳ tăng trưởng của bất động sản nhất định nào đó chúng ta mới có thể là ra hàng với giá cao được. Nên chúng ta cần cân nhắc cái điều này. Cái bước cuối cùng cũng không thể nào mà thiếu trong cái vấn đề là chúng ta là đi đầu tư bất động sản, đó chính là cái bước mà liên quan đến các cái thủ tục về thuế đối với nhà nước của cái khu vực đó. Có những cái giao dịch mới đầu rất là ngọt, tuy nhiên là về cái phần mà đi đóng thuế thì nó lại gặp rắc rối. Cho nên là chúng ta phải tìm hiểu về những cái khoản thuế đóng ở khu vực, xem nó có khác biệt gì so với lại những khu vực khác hay không, để chúng ta đầu tư một cách là an toàn và hiệu quả. Xin kính chúc toàn thể quý vị chị các bạn có một cái công việc đầu tư bất động sản thật là tốt, hiệu quả và sinh lời cao. Video đến đây thì xin kết thúc. Và nếu quý vị chị các bạn cảm thấy video hữu ích,
có thể giúp ích được cho nhiều người khi đi đầu tư bất động sản. Xin vui lòng đừng ngần ngại nhấn nút đăng ký có hình quả chuông để không bỏ lỡ bất kỳ một cái video nào của Phương Anh phát hành trong thời gian tới. Xin kính chào tạm biệt và xin hẹn gặp lại quý vị anh chị các bạn trong những video tiếp theo. Xin chào.